Mến chào quý cô chú anh chị em đến với kênh Pháp Thái Vi mình ha. Thì hôm nay mình tiếp tục quay trở lại cơ sở 1 của nhà vườn em Lily nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về những cái mẫu cây trong vườn, về cái nguồn hoa giấy nha. Thì hôm nay sẽ báo giá trực tiếp cho quý cô chú anh chị em về cái lô tàn thông, cái số lượng nha, tàn kho thông khủng. Thì hôm nay sẽ báo giá chi tiết cho quý cô chú anh chị em về cái nguồn cây thông khủng cho quý cô chú anh chị em sở hữu ha. Và đây là cái lô ngũ sắc đang lên bông. Thì như cái clip rồi thì mình quay cơ sở thứ hai, hiện tại nó cũng đang lên cơi búp chuẩn bị cho cái nguồn hoa Tết năm 2024 ha. Thì hôm nay mình quay trở lại đây nhà của Lily Hoa, mình chia sẻ về cái lô tàn thông. Ngoài những cái cây tàn thông khủng đó, thì trong vườn cung cấp rất là nhiều loại, từ đuôi cáo đỏ, từ tím bướm, tím pháp, hoặc là dưa hấu, ngũ sắc, rất là đa dạng. Và vườn thì sản xuất cái số lượng sỉ nha quý anh chị em. Ưu tiên cho quý anh chị em mình lấy sỉ và có xe sẽ ghép cho quý cô chú anh chị em mình tận nơi luôn. Nên quý cô chú anh chị em mình cần cái nguồn hoa giấy thì cứ liên hệ ha. Pháp Thái sẽ gửi tới quý anh chị em mình xem về tổng quát cái khu vườn để quý anh chị em mình cần cái nguồn nắm bắt ha. Đây là cái lô Thimaret, còn gọi là cành vàng lá ngọc, hoa đỏ nha, hoa đỏ, trắng hồng, ba màu trên cùng một cây. Đó, quý anh chị em mình thấy ha. Đó, những cây dù nè. Đây là cây chiều tím lá vàng. Phải nói hai cây rất là khủng luôn. Dòng này cũng rất là sai hoa nha quý anh em. Đó, chiều tím lá vàng. Những cây Thimaret cành vàng lá ngọc trắng hồng, đỏ ba màu. Đó quý anh chị em mình thấy nè. Thì lô này đã xịt sơn, khách đã lấy rồi quý anh chị em. Chỉ 155k tại vườn thôi. Thì quý anh chị em mình thấy được cái giá sỉ như thế nào ha. Thì mỗi một mẫu cây đều có cái giá riêng. Nên quý anh chị em mình cứ cần thì cứ liên hệ trực tiếp để thỏa thuận. Và đây là biển hiệu của nhà vườn nha. Đó. Biển hiệu của nhà vườn. Quý anh chị em mình xem ha. Đó. Một lần nữa thì mình đến đây chia sẻ gửi tới quý cô chú anh chị em về cái nguồn hoa. Và đây là một cái dòng nữa cũng khá là đẹp, đó là Ema Bonsai. Thì đây là một cái dòng hoa giấy cẩm thạch, cũng hoa và cái lá nó tương tự như là tím mã lai quý anh chị em, còn gọi là đại phúc á. Đó, cái kết cấu của cái hình dạng lá và hoa thì giống, nó chỉ khác ở chỗ là cẩm thạch thôi. Cẩm thạch xanh và vàng. Đó quý anh chị em mình thấy Ema Bonsai. Thì một cái tên cũng từ nước ngoài thôi, nhập về ha. Và hôm nay thì cái lô tàn thông này sẽ báo giá trực tiếp cho quý cô chú anh chị em mình xem mình nắm nha. Ema Bonsai. Những cây như thế này thì sẽ có cái giá sỉ cho quý cô chú anh chị em mình sưu tầm cái nguồn sỉ nha. Đó. Và đây là một cái lô dưa hấu đỏ quý cô chú anh chị em, đang lên kín búp hết trơn rồi. Lô này phục vụ cho cái nguồn hoa Tết cho quý cô chú anh chị em mình lựa chọn nha. Một cái mẫu cây cũng khá là đẹp. Phơm tàn thì gơm, đang phun bông. Và hôm nay thì mình cập nhật cái tình hình giữa những cái dù và những cái thông với cô chú anh chị em. Thông thì hôm nay mình sẽ báo giá chính xác cho quý cô chú anh chị em mình nắm nha. Và vườn thì muốn gửi tới quý cô chú anh chị em mình một cái mẫu thông cao. Đó, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ và cập nhật cái thông tin. Mình luôn cập nhật thông tin liên tục cho quý cô chú anh chị em mình nắm về cái nguồn hoa giấy ha. Hiện tại hoa giấy trong cái xu hướng của Tết năm 2024 này rất là hot quý anh chị em, rất là hút hàng nha. Phải nói năm nay là một cái năm mà hoa giấy là một cái loại kiển hút nhất trong thị trường kiển nha. Lô này thì cũng có ngũ sắc. Ngũ sắc một cốt tàn thả cũng có luôn anh chị em, nhiều cốt cũng có nha. Đây, mỗi một cây như thế này thì phơm tàn nó gom. Và lô này thì đúng dịp Tết nha. Hôm nay thì tầm khoảng mùng 8, mùng 9 rồi anh chị em, của tháng 12 rồi. Nếu như mà nở phun bông thì sẽ sớm. Và lô này đang vô cây búp ha. Rất là vừa cho quý cô chú anh chị em mình ra lô mua đi bán lại. Thì quý anh chị em mình cứ tham khảo Thái chia sẻ vườn của Lily Hoa cho quý anh chị em mình xem.
Và đây là những cái cây dù đó, cây dù ghép 10 màu. Quý anh chị em mình thấy phải nói là ghép 10 màu là cái form rất là đẹp luôn. 5 màu ghép và 5 màu thái ra 10 màu. Đó, form đó thì những clip trước thì mình cũng chia sẻ cho quý cô chú anh chị em mình đó. Về hai cơ sở, đây là mình hôm nay quay trở lại cơ sở 1 nha, nhà của em Lily. Chia sẻ quý cô chú anh chị em mình. Trước tiên đó là cái mẫu tàn dù trước đi. Tí xíu nữa mình sẽ đi qua những cái thông. Thì thông thì còn vài chục cây. Thì năm nay Lily muốn thanh lý cho quý cô chú anh chị em mình để có chơi Tết, để năm tới làm cái mẫu khác. Nên có cái giá rất là mềm ha. Thì tí xíu nữa mình sẽ vô báo giá quý anh chị em. Đó. Đây, quý anh chị em mình thấy nè. Những cái cây như thế này thì thích hợp cho quý cô chú anh chị em mình sở hữu một cặp á, có chậu, có nguyên combo luôn. Đây, kép nè quý anh chị em. Kép thì gồm có kép trắng phất hồng, kép cam, kép vàng, kép đỏ và kép hồng. Trên cây thì 10 màu, thì cũng có gồm có 5 màu thái, gồm có màu trắng phất hồng, màu vàng, màu cam, màu đỏ. Đó, quý anh chị em mình thấy à, đây. Quá đẹp luôn quý anh chị em. Lô này phải nói nếu như mà tầm khoảng 10 ngày nữa thôi thì nó sẽ phủ kín hết trơn luôn quý anh chị em. Cây thì đế nơm rất là quái ha. Mỗi một mẫu cây như thế này giá tại vườn là từ 2.8 triệu, 1.8 triệu tùy theo mẫu cây nha quý anh chị em, mẫu lớn mẫu nhỏ nha. Rất là đẹp luôn. Một cái cây phải nói là xứng đáng, tại vì lên một cái chậu đúc luôn. Đây thì có hai cái cây màu đỏ. Màu đỏ may mắn. Hai cây dù một cặp luôn. Quý anh chị em nào sở hữu một cặp màu đỏ này phải nói là rực rỡ trước nhà luôn. Quá VIP quý anh chị em. Phơm tàn từ cái khâu bệnh cho tới bệnh tàn cho tới búp nó lên. Đó, một cốt. Một cặp này rất là cân. Và tiếp theo thì còn những cái cây dù khủng, cây thông khủng quý anh chị em, xin lỗi cây thông nha. Cây này thì ghép rất là nhiều màu, có nhiều mẫu ghép nhiều màu. Thì gồm có cây thông tròn và cây thông tam giác nha. Tam giác là ba mặt, ba mặt tượng trưng cho phúc lộc thọ. Đây là một cái form tròn trước đi. Thì cây này gồm có ruby tím lửa quý anh chị em, vàng thái, trắng phất hồng thái, đỏ thái. Đó, quý anh chị em mình thấy nè, rất là đẹp luôn. Thì cái lô này thì hồng thái nữa, có thể là 5-6 màu nha, mỗi một cây. Thì lô này thì tổng thể chiều cao là 3m2 và từ mặt chậu lên là 2m5, tán ngang 1m2. Quý anh chị em mình sở hữu 10 cây. 10 cây, mỗi một cây là 2.6 triệu nha. 2.6 triệu tại vườn nha quý anh chị em. Còn quý cô chú anh chị em lấy một cây tại vườn là 3 triệu. Nó cây thông rất là cao luôn, cực kỳ đẹp ha, ghép khá là nhiều màu. Đó, quý anh chị em mình thấy lô này thì còn tầm khoảng 50 cây. Đó, đây quý anh chị em mình thấy hoa lên chi chích luôn. Lô này tầm khoảng 1 tuần nữa mình sẽ ra clip tiếp theo để quý anh chị em mình tận mình ngắm ha. Này cái màu form chủ đạo là ruby tím lửa, có pha lẫn cái màu vàng thái, cam thái, trắng phất hồng thái. Đó quý anh chị em mình thấy màu sắc rất là đẹp luôn. Đây là nguyên một cái hàng này là thông tròn 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 cây quý anh chị em. 15. Quý anh chị em mình thấy lên búp sạch hết trơn à. Quá trời luôn. Chiều cao 3m2 mình nhắc lại nha, chiều cao 3m2 từ mặt chậu lên tới đọ đỉnh là 2m5 và tán ngang là 1m2, có khung sẵn hết trơn rồi. Thì mỗi một cây như thế này là 3 triệu lẻ ha, tại vườn. Còn quý anh chị em nào lấy 10 cây thì có giá là 2.6 triệu cho 10 cây. Chậu này là chậu đúc nha quý anh chị em. Sơn màu giả đồng rất là chắc chắn ha. Đây là nguyên một lô tàn tròn nè, thông tròn. Tí xíu nữa mình sẽ qua lô tam giác nha.
quá đẹp luôn quý anh chị em. Ghép ngũ sắc năm màu có, nhiều màu có. Đây, nguyên thẳng hàng quý anh chị em mình thấy rất là đẹp luôn. Và một cái mẫu tiếp theo đó là tam giác quý anh chị em. Cây thông tam giác nha. Mỗi một bên như vậy là một màu. Đây là một bên là màu vàng, đây là màu tím tiết, bên kia là đỏ lửa ha. Ba dách ba màu quý anh chị em. Thì cây này thông số cũng giống như cây thông tròn. Cao cũng 3m2. Từ mặt chậu lên thì cũng 2m5, 2m5 á. Tán ngang thì 1m2, có khung sẵn định hình hết trơn à. Đó. Được bện những cái khung sắt rất là chắc chắn nha. Đây là cái lô phôi. Phôi thì bao sạch quý anh chị em, đế già, chậu thì chậu đúc giả đồng. Đó. Quý anh chị em thấy à. Lô này chuẩn bị kịp Tết nha quý anh chị em. Cái Tết một cái là nó ra phủ kín tàn hết trơn luôn. Đang tượng búp ha. Đây, cái màu đỏ mình dắt này nè. Đó, quý anh chị em thấy ha, cực kỳ đẹp luôn. Màu đỏ, màu vàng. Mỗi một bên. Bên đây là trắng phớt hồng. Trắng phớt hồng Sakura. Anh chị em mình thấy phải nói cực kỳ ha. Đây là nguyên một dách cây thông. Cây thông hình tam giác á. Quý anh chị em mình muốn lấy tròn thì lấy thông lấy tại vườn. 3 triệu còn 10 cây thì chỉ có 2 triệu 6 thôi, giá rất là mềm. Giảm giá cho quý cô chú anh chị em mình tại vì muốn thanh lý cái hàng của cái lô này đó. Nên quý anh chị em mình xem lựa chọn những cây nào ưng ý liên hệ trực tiếp với số điện thoại của Lily qua nha. Nếu như quý cô chú anh chị em mình không có điều kiện đến vườn thì mình yêu cầu cái mẫu nào thì cứ liên hệ với nhà vườn ha, với Lily qua, và xe sẽ có xe gửi tới quý cô chú anh chị em mình tặng nhà luôn. Một cặp hoặc là một cây thì có thể ghép xe cho quý cô chú anh chị em mình. Qua cái đợt này thì cái dạng này không còn nữa quý anh chị em, sẽ không làm nữa và làm những cái mẫu khác. Nên quý cô chú anh chị em mình nếu như mà muốn trang trí những cái nơi nào trong khu viên nhà thì cứ liên hệ nha. Đó, những nơi khác đó thì mình sẽ chia sẻ tiếp theo về những cái vườn, cái cơ sở thứ hai. Đây là cái cơ sở của nhà riêng. Đó, anh chị em mình thấy không? Dót lên cây thông. Đây, những cái cây dù. Cây dù phải nói đế rất là to, rất lực luôn. Quá đẹp quý anh chị em. Những cây bệnh khung có, những cây thả tàn tự nhiên có nha quý anh chị em. Thì trong vườn thì đa dạng mặt hàng, nói chung là ngũ sắc luôn. Đây, ngũ sắc nè. Ngũ sắc thì cái hàng lên chấm cơi búp rất là nhiều. Trên cái vườn thứ hai kia thì bữa trước mình có quay ha. Thì quý anh chị em mình thấy đang cũng chuẩn bị lên búp như thế này khá là nhiều luôn. Hàng thì bao la mẫu quý anh chị em. Lô ngũ sắc nè. Đủ mệnh giá hết trơn quý anh chị em. Thì nói chung trong vườn thì có rất là nhiều loại giá, nhiều size. Quý anh chị em mình muốn lấy cái lô nào vừa túi tiền thì cứ liên hệ ha. Đây là tím bướm nè. Phải nói sự khác biệt, cái clip trước thì mình đến đây thì hoa nó chưa có lên nhiều. Hôm nay thì hoa lên nè. Hoa giấy này thì cứ mỗi 5 ngày là nó sẽ khác quý anh chị em. Tại vì cái độ nở hoa của nó rất là mau. Đây. Và đây là cái lô mỹ đỏ đu cáo. Phải nói nó đang rực rỡ hoa. Ở xa thôi là quý anh chị em mình hình dung được rồi. Đó. Rất là nhiều. Đây là cái lô dù. Dù thì nó có rất là nhiều loại quý anh chị em. Như cái vườn trên đó thì mình có báo rồi. Những mẫu cây dù thì từ 600 ngàn cho tới 800, 900. Tùy theo size lớn nhỏ nha. Còn những cây mà tàn thả tự nhiên, không có ngũ sắc, không có bệnh dù thì
giá rất là mềm, tầm khoảng trên 200 ngàn mỗi một cây thôi. Đó, đây là lô ngũ sắc nè. Đó, quý anh chị em mình thấy đi nãy giờ rất là nhiều ha. Thì mẫu cây thì quý anh chị em mình cũng đã nắm rồi. Rất là sai, sai hoa. Đây, ngũ sắc nó lên, kẹo bông hết trơn. Quý anh chị em mình thấy à. Đây, dưa hấu nè quý anh chị em. Dưa hấu thì khá là nhiều nha. Đây dài ngoài kia. Bên đây nữa. Đó, những cây dù rất là đẹp luôn. Mỹ đỏ đuôi cáo. Thì vườn ưu tiên cho quý cô chú anh chị em mình lấy sỉ nha. Đó, lấy sỉ. Cái số lượng thì cứ liên hệ nha. Dưa hấu phải nói nó lên cái màu khá là ngọt quý anh chị em. Rực rỡ luôn. Rất rất nhiều. Đó là những cái lô dù và thông để chung quý anh chị em. Nên phải nói thì dạo này cái nguồn kiện Tết thì cũng khá là sôi động ha. Đặc biệt là hoa giấy. Hoa giấy thì rất là chuộng trong những cái dịp Tết hoặc là những cái dịp lễ. Tại vì hoa giấy nó nở hoa quanh năm. Đây lại lô dưa hấu màu cốt quý anh chị em. Ồ, lên búp rồi nè. Quá trời luôn. Rồi, mình tổng duyệt lại một lần nữa là lô tàn thông này thì sẽ giảm giá cho quý cô chú anh chị em mình nha. Và lô này thì được chào bán với 10 cây là 2,6 triệu tại vườn mỗi một cây. Còn mỗi một cây lẻ là 3 triệu. Đó, cây thông Noel. Rồi thì cái clip hôm nay mình làm về cái lô tàn thông, tàn dù của vườn Lily Hoa. Mình tập trung vào cái những cái cây size lớn như thế này. Thì cái khâu vận chuyển và cái khâu giao hàng hoặc là quý anh chị em mình muốn sở hữu thì cứ liên hệ trực tiếp ha. Để thỏa thuận với nhà vườn, để tìm cách giao hàng và tìm cách để mình sở hữu. Thì mình đã báo giá trực tiếp hôm nay. Thì quý anh chị em nào cần thì cứ liên hệ chỗ số điện thoại của Lily Hoa. Pháp Thái TV cũng xin kính chúc quý cô chú anh chị em nhiều sức khỏe. Mình luôn cập nhật những cái tình hình hoa kiểng, đặc biệt là hoa giấy cho quý cô chú anh chị em mình tham khảo nha. Dạo này thì gần Tết nên cái vẻ nhộn nhịp của hoa kiểng nên đường bưu điện hoặc là đường xe, ghép xe thì cũng rất là khó. Nên quý cô chú anh chị em mình mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp với nhà vườn để có được những cái cây kiểng về tới nhà tận nơi được an toàn và sớm nhất nha quý cô chú anh chị em. Hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nha.